đó coi, cái con này, con gái con lứa mắt mũi để đâu vậy? Đi đứng ý tứ gì hết trơn à? Con xin lỗi. Mà mày làm gì, ai nhắn tin cho mày mà mày cười tủm tỉm hoài vậy? Anh Valix với anh Tèo nhắn tin cho con á. Hả? Trời đất ơi, làm sao mày gọi người ta? Dạ. Hai nói gì mà mày làm? Mày làm gì mà mày, tao nói cho nghe nè. Con gái con lứa ha, dù cho có vui cũng phải để trong bụng, phải giấu cảm xúc mình chứ. Cái gì đâu mà trai chọc ghẹo có một chút xíu mà hả cười te té cái họng à? Gì? Trai chọc không cười chứ làm gì cười? Dù cho khoái, có vui, có cười cũng phải giữ trong bụng, đừng có lộ ra ngoài. Mình phải có cái giá của mình chứ. Wow. Giá của dì cao quá, nên tới giờ dì vẫn ở không phải không? Trời dạ. Ơi, tại tao làm giá thôi mày. Nhưng mà nó nhắn tin gì mà mày cười? Nè, hai ảnh rủ con đi chơi á. Hai thằng luôn? Hai người luôn. Mà tính sao? Tính sao nữa? Thì đi chung cả hai luôn, chứ thời gian đâu mà đi với từng người. Mày tính bỏ sỉ luôn hả? Dạ. Trời đất ơi, con gái thời nay sao mà nó bạo dữ trời. Nhắn nữa là gì? Thôi nè.